Nam bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ con lá đạt khoảng 30 đến 40 độ là được. Từ ta bắt ra nà bó, sau khi được sao từ 1 đến 5 phút ta bắt ra, đổ rượu cho đều, đổ thật đều, đủ ẩm thôi, có dùng thìa chuộng và đảo đều lên, đều nà lên. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài 30 phân, rộng 20 phân, hoặc bệnh nhân có thể là dùng một khăn sứ trẻ sơ sinh dài 20 phân, rộng 30 phân. Thầy thuốc hướng dẫn cách đắp thuốc vải xô trước, nà máu được sao, đổ rượu và trộn đều, rồi xúc cho tấm vải xô. Rồi dán mỏng nhé, dán mỏng đều tay, quấn vuông góc bốn cạnh, vuông góc bốn cạnh, mặt ngoài của lá bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông vừa kích thước của lá hoặc là một tấm giấy đặt mặt ngoài. Rồi ngửa mặt lá lên. Đây là cách đắp thứ nhất của nhà thuốc. Còn cách gói lá thứ hai, ta dùng một khăn sứ trẻ sinh, lấy kéo cắt một đầu ra, cắt một đầu ra, rồi mở miệng túi ra, xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Cách 1 với 2 cũng y như vậy. Ta dàn mỏng lá ra, dàn mỏng lá ra, gắn ngửa mặt lá lên, mặt ngoài ta cùng là nót bằng tấm ni lông hoặc là một mảnh giấy đặt ở ngoài. Đây là hai cách gói lá nhà thuốc, bệnh nhân chọn cách 1 và cách 2 cũng được, rồi đắp vào vị trí bị bệnh. Trước nhà thuốc tháo bột cho bệnh nhân, nhà thuốc sẽ là hai ngày trước và sau khi bệnh nhân được nắn và định vị xương gáy bằng bột. Đây là khi chụp ban đầu, qua hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân đối gáy nồi cầu khớp cửu, kết hợp bệnh nhân đối gáy đầu dưới xương hành tay. Sau khi bệnh nhân cấp cứu đã vào viện và được nắn chỉnh xương gáy, kết hợp bệnh nhân định vị xương gáy bằng bột. Trên chụp lại mới nhất của bệnh nhân sau 10 ngày, trên phim thể hiện bệnh nhân bị gáy nồi cầu khớp cửu tay, kết hợp bệnh nhân bị gáy đầu dưới xương hành tay, hình ảnh xương gáy bóc tách và như này ra ngoài được gáy vát, và đặc biệt là xương cánh tay của bệnh nhân là như này ra ngoài, xương chưa được nắn chỉnh vào vị trí bình thường, xương lệch 2/3 ra ngoài. Sau khi thuốc xem phim rồi sẽ tháo bột cho bệnh nhân, cái đặt thuốc bó và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương, tiên lượng khoảng 30 đến 40 ngày là xương can hoàn toàn. Vì trước khi nhà thuốc điều trị, nhà thuốc nắn chỉnh cho xương gáy vào vị trí bình thường, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân, kết hợp thuốc uống để cho bệnh nhân chóng bình phục, mau co duỗi và cử động được bình thường. Cháu bị bao nhiêu ngày nhỉ anh? 10 ngày. Cháu bị gáy nồi cầu
khớp kiểu tay cái đầu gối đầu dưới xuống cánh tay nhá. Nè, phim chụp lại này. Ok. Còn cái tay đây. Ừ, rồi, biết giờ đâu rồi. Biết giờ đâu rồi. Để đâu làm cho khỏi đau này. Bộ viên nào này? Bộ... Bộ viên nào? Mình đấu đâu mà gầy xương nặng thế này? Chụp cái phim này mấy lần rồi? Phim này mình chụp 5 lần. 5 sau lần. Ừ, cháu biết chịu khó tí nhá. Chịu khó tí nhá. Cháu bị ngã ai? Ừ, không sao. Ừ, không sao, không sao, không sao. Bỏ sát và cắt bột gạch nữa. Biết nó phải, ông làm phải, ông làm hai cái không phải đeo cổ nữa. Anh cắt như thế này, phát này nữa, phát này. Vâng, bác yên tâm, bác đi bác ra kia, bác đi bác ra kia. Cắt một phát lật là nó đau. Bác đi ra kia. Cắt rồi mình chặt, nhấn chặt vào. Muốn cắt thì nó không ảnh hưởng đến xương của nó thôi. Ừ, nhưng mà nó cắt xoay thì nó nhẹ. Thế nên là không ảnh hưởng đến chỗ xương. Cắt thẹp vào nó dễ xé.
nhẹ nhàng mà sao mà kêu nó co cơ nó bật cái xương nó càng nạch ra. Xong rồi, một tí nữa là xong. Tiêm thì cháu nó mũi tê cả. Không phải không rồi, tí sau. Nào nhân tay lên đi. Nhân tay lên. Nhân góc mũi. Nâng cả tay nó đầu này dưới. Bỏ điện thoại anh ơi, bỏ điện thoại ra. Nhân cả khỉu lên, nâng cả khỉu lên. Tóm đầu khỉu này ra. Em cao lên, hình xương con liền đâu mà sợ. Xương muốn bên cái này, trên này gì đâu. Đây chuẩn bị nước sông muối đây ở ngoài rửa tay vào đây. Cười trong làm tự do này. Qua miếng này không nhẹ. Nhảy búa mầm không ạ? Qua nhảy búa mầm đấy, hôm nay không nhẹ ra cái gì. Anh tắt điện thoại anh em đừng bấm chờ im lặng đi. Rồi cho tâm nguồn đi. Đang làm cho cháu đừng nghe điện thoại đi. Rồi đây, nhìn tay đi. Tâm nguồn đi. Trong khi làm việc không có điện thoại hết gì mà đứng mất việc. Lấy cái mặt này chị ơi, lau qua được chị ơi. Làm đây học cháu đau đấy. Không sao. Chụp đi chụp lại cái xương này 5 lần. Hai khi này thì là bỏ năm sao nó khỏi được. Lúc đầu bỏ thì mới đầu bỏ thì nó co bột, anh hiểu chưa? Mà nó co bột rồi thì cái bệnh xương. Hai cái xương này nó, cái xương này với cái xương ban đầu nó nặng hơn. Có à? Nhưng vui à? Đây có ít thôi. Nặng hơn. Xương này lệch này, ít xương này nó bật ra ngoài, nó xoắn ra nhé. Hai xương này hầu như không khác với nhau. Tay xương này bùng bê này, nó căng nó lệch thế này, dưới khuỷu tay đây. Không kêu, chỉ có đau một tí nào, bỏ ra đây mà.
Xong rồi, thở tay, đi đây,
chưa? Cái dậy đây. Xong rồi, xong rồi. Đấy, đặt cuốn lá này. Cuốn lá, đấy. Chiều của cháu cái là thuốc đắp thuốc uống tầm hơn 1 tháng mới khỏi được nhé. Thì cái bó luôn tầm 20 ngày là khỏi. Anh chị xong rồi. Người gì vậy? Cháu bó được bao nhiêu ngày rồi anh? Còn đau không cháu? Còn đau à? Cháu ăn ngủ tốt rồi nha. Còn vào 30 hôm thì nó hết sưng và hết đớn nhức rồi. Sưng thì là sưng quần. Hả? Đau rồi đâu, hết đau rồi. Bác không làm gì đâu, không làm gì đâu. Không làm gì hết nha. Đấy. Đấy rồi, đâu rồi. Không làm gì, không đau. Lạnh à? Lạnh. Nào vào đây nha. Vào đây. Nào. Rồi. Không sao, ngoan nha. Ngoan nha. Nào, cặp tay đây. Nào, bác quay ra cái đầu tay nào. Rồi, bác xem tay, bác xem tay. Cứ bỏ tay ra. Nào, quát ra. Cháu gặp tay đây. Gặp tay, không đau. Thì ông mua cái tim cho nhá. Gặp tay. Từ từ. Nhìn ngay. Đau. Nào. Nào bác xem nào. Không... đau. Hay đau là được rồi đấy. Nào bác xem tí thôi nào. Tí thôi thì tí mới ngồi bim cho nhá. Nào, đây, đưa tay. Đưa tay này. Nào. Đấy, bác làm sao rồi? Đấy. Gặp tay vào. Nào. Gặp tay vào.
Nó sợ nó không đau thì nó sợ nó không đau đâu. Cái chỗ này nó mai bình thường. Đang bị thùng cơ mà. Về chỉ có ngâm thôi. Anh cái còn một miếng này nữa. Bó bình thường, bó hết em nhé. Còn bây giờ là thế nào, gấp tay bác này. Nào. Không, bây giờ nha, bố bảo là nếu này gấp tay, đấy. Nào, gấp tay, gấp tay. Nào, nào không sao, nào. Gấp tay, gấp tay, gấp tay, gấp tay. Gấp tay, gấp tay. Bây giờ tự tự con gặp 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 nào xem đây là giỏi quá nào, tí không có bim bim ra nhá nào, đây giỏi quá, giỏi quá, cái này phải ngâm nước muối cho em nhé, cháu này là xong rồi đấy. Từ ngày cháu phá lá được bao nhiêu ngày chưa? 15 ngày. Cháu gập tay, gập lên, gập hai tay, gập ra, gập vào, gập ra, mạnh ra, rồi gập hai tay này nữa, gập ra, gập vào, gập ra. Gập vào đấy, gập vào, dưới da, gập vào, dưới da, gập vào, dưới da, gập mạnh vào, gập vào, hẳn vào, đấy, rồi, hai tay, gập vào, rồi, dưới da, gập vào, dưới da, gập vào, dưới da, gập vào, dưới da, gập vào, dưới da, gập vào đây. Đây là cháu gấp được khá tốt đấy nhé. Đó, hai tay gấp là gần như bình thường rồi. Đấy. Gần như bình thường rồi. Thì còn hiện tại hơi cứng cơ rồi nhá. Anh về anh bóp cho em cái chai thuốc này nhá. Bóp từ vai này xuống đây nhá. Cho gấp vào đây, cho gấp vào đây. Nó tay vào. Tay kia gấp vào. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Rồi. Gấp vào tự nhiên đây. Hàng ngày bảo dân năng tập như này nha cho em nhé. Không có thuốc này một gian là bình thường. Thủ phin là xương là can tốt rồi. Gấp vào đi. Rồi dùi ra. Có nhấn tay thế này, tay nhấn tay lên. Tay này, nhấn lên cao lên. Nhấn cao lên, đưa xuống. Đưa lên. Rồi. Gấp tay vào đây, gấp vào, hai tay gấp vào như này. Dùi ra. Gấp vào. Dùi ra. Gấp vào. Thì ngày bó tất cả này được bao nhiêu tháng vậy anh? Từ bắt đầu bó lá ấy. 50 ngày rồi. Ngày trước bó mua được bao nhiêu ngày? Có 10 ngày trời. Mức độ là 50 ngày là tốt rồi. Gửi ra đi. Bó được bao nhiêu ngày nhỉ? Hơn 20 ngày nữa. Gấp vào đây. Độ tiến triển của cháu được 90% rồi. Về tập luyện bình phục cái cơ phỉu nó mềm ra, cơ phỉu hơi bị cứng nhá. Gập vào đi. Gập vào. Rồi nha, gập vào. Cái này anh lại bóp nhá, bóp chiếu từ đây cho em này. Từ đây xuống cho em nhé. Cái năng vấy cổ tay này. Về nhà ngâm cho cháu nước muối này. Đun nước muối lên, chứ cái đun muối là nốt này. Ngải cứu xương trong cần 4 ngà đun lên, không cho muối vào, ngâm cho em từ đây nhé. Này, cho cái xô xuống cái tay của cháu xuống sườn đấy để gập cho nó gần mềm hết. Của cháu cái bộ này là tốt rồi, nhớ là cái thuốc này bóp sáng nhá và tối để bóp một thời gian bình thường là gọi bình thường. Đó, xong rồi đấy. Chào cháu nhá, tay cháu bình thường chưa? Năm nay cháu mấy tuổi? 6 tuổi. Cháu học lớp mấy? Nó một à? Cho gấp ra gấp vào đây. Rồi. Rồi ra. Gấp vào. Rồi cho ngồi xuống. Cho đưa tay cao lên. Khoanh tay vào. Rồi ra. Khoanh tay vào. Nhân cao lên. Khoanh tay. Rồi cao lên. Khoanh tay vào. Rồi nhân cao lên. Quanh tay vào, đứng lên, cúi xuống,
đưa cao lên, đưa cao tay lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, rồi chồng ngồi xuống đi, chồng gấp hai tay vào đi, gấp vào, cúi ra, gấp cao tay lên, rồi cúi ra, rồi cúi ra, gấp vào, cúi ra, gấp vào, cúi ra, gấp vào. Chú gấp liên tục cho chú nhá, liên tục đó. Rồi. Rồi, gấp mạnh vào. Rồi, đuổi ra, gấp vào, đuổi ra, gấp vào, đuổi ra, gấp vào, đuổi ra, gấp vào, đuổi ra, gấp vào. Rồi, mức độ này là cho bình thường rồi. Ngày trước đầu đi đâu mà chịu gầy tay này? Nheo chèo. À, không chống tay xuống không? Còn có ra viện bác sĩ có nắn không? Có đau không? Ừ. Bác sĩ nắn mấy lần? 3 lần. Thế chú chưa khỏi tay của cháu mừng không? Ừ. Cháu gấp ra cái vào một tí đi. Gấp ra, gấp vào. Rồi, đeo tay cho chú. Hai tay gấp là bình thường đấy nhá. Đứng lên gấp vào xem. Đứng lên lên. Mà khỏe vào. Rồi. Gấp vào. Rồi. Gấp một lúc nữa cũng xin anh nhà của cháu mà. Gấp tiếp vào đi. Rồi. Rồi cháu ngồi xuống đi. Được rồi. Tay cháu phải hoàn toàn rồi nhá. Thì phải ăn khỏe rồi nhá. Học giỏi nhá. Ở ít nghịch thôi nhá. Ừ. Chào cháu nhá. Rồi, ngoan lắm. Chào cháu nhé. Hôm nay chú xuống xin nốt hình ảnh của cháu về quá trình ngày trước cho bị gãy đầu dưới sức cánh tay, kết hợp cháu với vốn rồi có khúc khỉu. Bây giờ cháu viết là viết bài bình thường chưa? Cháu gấp tay gấp vào xem, đứng lên. Anh đi đứng thẳng này. Đấy, gấp ra gấp vào. Khoanh tay vào. Đưa tay lên. Cúi xuống như nào, đưa cao lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, rồi khoanh tay vào đây, rồi nối thẳng tay ra, khoanh vào, nối thẳng ra, khoanh vào, cháu đưa tay ra đằng sau này, đưa lên, đưa cao lên, đưa lên, đưa xuống, cháu gập ra gập vào này đi, gập ra, gập vào. Gập ra, gập vào, gập nút về cho chú, gập mạnh lên, gập vào, cháu bây giờ còn đau được không? Không đau ở cháu ngồi ghế đi, cháu phanh tay vào xem, cúi nói thẳng nha, cúi thẳng ra này, phanh tay vào, cúi ra, phanh vào, cúi ra, gập ra gập vào đi. Gặp ra, gặp vào. Cháu biết bài bình thường chưa? Rồi. Hôm nay cháu đi học không? Ừ. À, cháu gặp ra, gặp vào đi. Gặp mạnh vào. Rồi ra. Gặp vào. Hôm nay cháu bao tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi. Bố mẹ cháu đi đâu? Mẹ con ở nhà. Bố cháu đi đâu? Con đi đâu mà lèo. Lèo, đi làm mà. Gặp vào đây. Cháu viết thuận tay nào? Cháu viết tay này à? Gặp vào đấy nha. Hai tay gấp bình thường nhá. À, đứng lên gấp chú một lúc nữa. Đừng hoàn thiện hình ảnh của cháu mà. Từ đầu đến cuối. Sau khi bó bột lâu ngày sinh không can. Và sau khi chú nắn bó thì cháu được ngày là hoàn toàn được 100% rồi. Rồi cháu ngồi xuống đi. Hôm nay chú xuống xin chút hình ảnh của cháu nhá. Chúc cháu trong ăn học giỏi nhá. Ăn khỏe mau ăn trong lớn nhá. Vâng, chào cháu, ngoan lắm. Rồi chú chào cháu nhá. Hôm nay chú xuống chú hoàn thiện về video về quá trình ngày trước. Cháu bị gãy đầu dưới sức cánh tay. Kết hợp cháu với nó cầu khớp khỉu.
từ hôm nay con hỏi được bao nhiêu năm rồi? Một năm. Con học lớp mấy rồi? Bây giờ con viết bài và cử động tay bình thường chưa? Con gập tay cho bác đi, rồi cho chú đi. Chú ra gập vào. Chú ra gập vào. Rồi chú gập vào 20 lần rồi chú, 20 lần. Rồi con ngồi. Hai tay vào. Đưa tay ngang. Gập vào. Đưa ra. Đưa tay về đằng sau này. Tay kia. Rồi. Đưa ngoắt về đằng lưng này. Rồi. Từ về này, ngang ngược, phanh tay vào, duỗi cả thẳng tay ra, rồi gấp vào, duỗi ra, con đứng lên cúi xuống cho chú, rồi cúi hẳn xuống, rồi, đưa cao, ra thẳng tay lên, rồi cúi xuống, rồi, con ngồi xuống đi. Ngày trước con đi viện thì được bác sĩ nắn cho con mấy lần? Ba lần. Ba lần, con đau nhiều không? Có. Ừ. Sau khi con lên nhà chú thì được chú nắn nhá và đắp thuốc đấy, hai tay đây, cái tay kia. Đấy, so sánh hai tay bệnh nhân tay là thẳng bình thường rồi, không còn cong như ngày trước và bột nữa. Bây giờ con còn đau nhức ở đây nữa không? Yeah. Ừ, con gập tay vào đi, dưới ra gập vào, dưới ra gập vào. Con kể cho chú con đi đâu mà con bị gầy tay này? À, con bị nghịch, đi nghịch đúng không? Ừ. Sau khi nghịch thì đi, nghịch như vậy thì đi viện chụp chiếu bị gầy tay thì bác sĩ có một đúng không? Bác sĩ có một mấy lần thì? Dạ. Bác sĩ có một cho con mấy lần? Ừ. Bó một đấy. Hai lần à? Ừ. Con gập tay vào đi. Dưới ra, gập vào. Dưới ra, gập mạnh vào. Đấy, hai tay của nhân là gập bình thường rồi. Rồi con khoanh tay vào chú. Được, thẳng tay này ra. Gấp vào. Người ra, gấp vào. Rồi. Hai tay bệnh nhân ngày trước là gầy sinh lệch ra đằng trước này. Thì sau khi nhà thuốc nắn chỉnh thì đưa tay đây. Đấy. À, xương của bệnh nhân là thẳng hoàn toàn. Cháu gấp tay vào đi. Gấp vào. Rồi ra, gấp vào. Cháu đi học, vừa đi học về đúng không? Vâng. Hôm nay chú xuống chú hoàn thiện hình ảnh của cháu nhá. Chúc cháu ngoan học giỏi nhá, ngoan trọng lớn nhá. Rồi chào cháu. Ừ. Chào con.